Sau hơn 2 thập kỷ hình thành, đô thị Phú Mỹ Hưng đã trở thành mốc son trong bản đồ lịch sử phát triển đô thị Việt Nam trên mọi phương diện: quy hoạch, đầu tư, hạ tầng, thiết kế, xây dựng và quản lý. Cùng tốc độ phát triển ngày càng hoàn thiện diện mạo đô thị là sự nới rộng biên độ gia tăng giá trị bất động sản. Theo đó, bất kỳ vị trí nào còn lại trong bản đồ quy hoạch cũng là thức đất, thức vàng. Một vị trí được đánh giá vô cùng chiến lược chính là cửa ngõ khu Nam Viền, nơi hội đủ các giá trị cốt lõi của một bất động sản siêu hạng. Lấy cảm hứng từ những khu phức hợp sầm uất hiện đại hàng đầu thế giới như Tokyo Midtown, Midtown Manhattan, ý tưởng về một khu phức hợp tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam đã được khơi nguồn với tên gọi Phú Mỹ Hưng Midtown. Để tạo nên kiệt tác kiến trúc thì sự hợp sức của những chuyên gia đầu ngành là điều đặc biệt cần thiết và quan trọng. Hành trình tìm kiếm những đối tác đồng hành thực hiện dự án tầm cỡ quốc tế đã dừng bước tại đất nước mặt trời mọc, nơi khai sinh ba tên tuổi phát triển bất động sản nổi tiếng bậc nhất của xứ sở Phù Tang, Nhật Bản. Câu chuyện trân quý triết lý kinh doanh không phải lấy đi mà là để lại những giá trị trường tồn cùng thời gian của những nhà phát triển bất động sản Việt Nam Nhật Bản đã tạo nên một công trình dấu ấn. Phú Mỹ Hưng Midtown, dòng sản phẩm đại diện cho thế hệ căn hộ thứ tư của Phú Mỹ Hưng đã xuất hiện, dẫn đầu cho xu thế phát triển phân khúc nhà ở hạng sang theo mô hình phức hợp đa chức năng khép kín tại thành phố Hồ Chí Minh. Khác biệt, độc đáo, ấn tượng, cá tính và sang trọng bậc nhất trong khu phức hợp Midtown là hợp phần cuối cùng, The Peak, được bồi đắp hàng chuỗi giá trị theo đúng phong cách, là một, là riêng, là duy nhất. The Peak độc quyền vị trí đắc địa nhất, không gian rộng lớn nhất, thiết kế đặc biệt nhất. Dựa vào đó, bằng niềm đam mê vô tận với nghệ thuật kiến trúc, các kiến trúc sư đã gửi gắm tình yêu lớn của mình vào từng sáng tạo. We tried to introduce this, especially the peak. Because of this, the peak is a high-end. We carefully select the material and the detail, so make it not only the design, it's mixed with the functions. From the residence point of view, it's mid suburban living, close to nature. You can hear the birds, you can hear the crickets, you can feel the river, you can feel nature. So you have the best. Mang sứ mệnh hiện thực hóa những giấc mơ xa hoa nhất cho một bến đỗ an cư, từng chi tiết của The Peak đều được cân nhắc và đong đếm một cách kỹ lưỡng. Những vật liệu nổi tiếng xa xỉ bậc nhất toàn cầu xứng danh là niềm kiêu hãnh không thể thiếu đến từ chiếc nôi khởi nguồn văn hóa phục hưng nước Ý, đến xứ sở vang danh với vũ điệu flamenco huyền thoại Tây Ban Nha, hay quê hương của những dòng xe trứ danh Audi, BMW của Đức cũng đã hiện diện trong The Peak. Exclusivity. Phú Mỹ Hưng, developer offer their customers the best products import 100% from Europe, such as the bathroom equipment, the laminate, tiles, porcelain also. Only company in the world for construction finished material recognized by the British royal family as a main supplier for their projects. We only use the top row materials from all over the world that pass the test of healthy standard. Sự đồng hành của những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu làm cho tuyệt tác đỉnh cao The Peak M8A càng thêm tỏa sáng và khác biệt. Phú Mỹ Hưng is one of the very first developer that we are glad to cooperate
in Saigon, and MA8 is one of the very first project in using entirely gessi in the whole project for the whole bathrooms. And definitely Rettangolo selected for this project will give you the possibility to have a unique bathroom, an exclusive bathroom, something that you won't find in other projects, in other apartments, in other villa. Không đặt tham vọng được xướng tên ở những vị trí top đầu trên thị trường bất động sản. Điều duy nhất Phú Mỹ Hưng hướng tới chính là tối đa lợi ích cho người mua nhà. Tôi rất là hứng thú và quan tâm tới cái dự án The Peak. Và đối với chúng tôi thì là cái vấn đề mà chúng tôi cần phải quan tâm nhất đó chính là cái khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư. Thứ nhất ấy là tiềm lực tài chính của chủ đầu tư. Đó. Và cái thứ hai chính là cái vấn đề kỹ thuật và chất lượng thi công giám sát của công trình. Điều thứ ba cũng như cái điều quan trọng nhất đó chính là cái tính pháp lý của dự án và chủ đầu tư có sẵn sàng chia sẻ cái thông tin cho khách hàng một cách minh bạch hay không. As a non-local resident, the decisions to buy the next property is very important, relying on how the developer reputation is going to be and also how they actually carry out the maintenance and post support, after sales support. So I look around for a few different developers, and Phú Mỹ Hưng was one of the best ones that I found. I feel so comfortable with them. The way that they doing, maintaining, carry out all the existing projects, as well as the new one. So that's why I decided to go with Phú Mỹ Hưng's projects. And Midtown is the project that I love it so much. So that's one of the best decisions I've been made so far since I went back to Vietnam and for our family. And that's pretty much like one of the dream come true for us. Tính pháp lý của dự án Midtown rất được rõ ràng, minh bạch và đáp ứng được tất cả những cái điều kiện cấp bảo lãnh của ngân hàng nhà nước cũng như của ngân hàng ngoại thương về việc cấp bảo lãnh cho việc bán và thuê nhà hình thành trong tương lai. Khi khách hàng mua căn hộ Phú Mỹ Hưng sẽ được ngân hàng Vietcombank cho vay đến 80% giá trị của căn hộ và được hỗ trợ lãi suất trong giai đoạn đầu. Và điều quan trọng hơn hết sẽ là một cư dân được sống trong một khu đô thị văn minh, hiện đại và đầy tính nhân văn. Những khối óc này, bàn tay này vẫn đang ngày đêm miệt mài trên từng công trình để hoàn thiện hơn nữa diện mạo đô thị Phú Mỹ Hưng. Đặc biệt hơn cả, đáng nói hơn cả và mang đến cảm hứng thú vị hơn cả. Kỳ của phức hợp Midtown hoàn thành cũng là lúc đô thị Phú Mỹ Hưng hoàn thành với hàng loạt công trình tiện ích dịch vụ để nâng tầm chất lượng cuộc sống cư dân. Và như một quy luật tất yếu, khi đất dành cho nhà ở khan hiếm trong khi dịch vụ đô thị gia tăng không ngừng, thì biên độ gia tăng giá trị của Midtown The Peak chắc chắn sẽ là con số khó đoán định trong tương lai không xa. Point I will emphasize is that it's timeless, elegant design, creating the true emotions, feelings and achievement. So this project, we like to have a one small town to build some very nice community space. The nature and the garden is welcome home. And if in a weekend, they can invite people, the guests come in to here, enjoy the very nice view. It's not the money, you can buy it. That is, it's a space the family can create everlasting memories. They can take time to take a slow down their life, reflect on their life, enjoy the park, take long walks, watch the sunset, swim at the infinity pool. So for the peak, it's really paradise on earth. It's like the peak of the mountain. You feel everything around you is suddenly like a calm down, stop. It's the jewel in the crown. The best of the best. It's one opportunity to be part of a prestige of the exclusivity. Khi sự hoàn hảo vẫn chưa đủ, hắn sẽ cần một tên gọi hoàn hảo của hoàn hảo. Sự quyến rũ mê hoặc của The Peak đủ để thiết lập những chuẩn mực mới về không gian sống, thể hiện một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền và trở thành biểu tượng kiến trúc đặc sắc ở vùng đất phía Nam Sài Gòn. Bởi câu chuyện thú vị mà The Peak sẽ kể thuộc về một thế giới khác. Một hành trình thưởng thức cuộc sống bên dòng sông, thiên nhiên cùng những không gian ấm áp tình thân trong một thế giới tiện ích ngay ngưỡng cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp.
The Peak chính là thời điểm tốt nhất cho một quyết định thông minh, một lựa chọn sáng giá. Bởi cơ duyên sở hữu những tuyệt phẩm siêu hạng chỉ xuất hiện duy nhất một lần tại Phú Mỹ Hưng và chỉ dành cho những chủ nhân biết thưởng thức cuộc sống theo một cách khác biệt. Phú Mỹ Hưng Midtown, thiên đường cuộc sống.